Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trade coin, cách mua bán coin trên VNDC cho đơn giản nhất cho những bạn vừa mới bắt đầu, vừa mới tập đầu tư trên VNDC. Thì với ứng dụng VNDC này thì nó rất là dễ dùng và các bạn chỉ cần vốn 100k là các bạn đã có thể bắt đầu đầu tư kiếm tiền trên cái ứng dụng này. Và link ứng dụng thì mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn sẽ nhấn vào link để đăng ký và tạo một cái tài khoản. Và yêu cầu là các bạn trên 18 tuổi thì các bạn mới có thể là chơi được cái ứng dụng này. Thì để đầu tư thì mình đã có làm rất là nhiều video hướng dẫn nạp rút với mua bán trên này. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video tổng quan cho các bạn hiểu thêm những cái bạn vừa mới chơi thôi. Còn những cái bạn nào mà đã chết coin trên lâu rồi thì các bạn có thể bỏ qua video này. Đó, thì đầu tiên cách mua bán coin thì các bạn sẽ vào cái phần quy đổi ở phần dưới này nha. Và các bạn lưu ý là trên VIP 2 thì các bạn mới có thể mở được những cái tính năng mua bán quy đổi như thế này. Và để lên VIP 2 thì các bạn chỉ cần là nạp vào 100.000 là các bạn sẽ có thể lên VIP 2. Đó. Rồi, thì đây, ví dụ đồng VNDC này thì mỗi đồng VNDC nó sẽ tương ứng với một Việt Nam đồng. Đó. Thì ví dụ thì mình sẽ mua cái đồng BTT này chẳng hạn. Đây là mình lấy ví dụ thôi nhé, còn mình không khuyên là các bạn nên đầu tư vào đồng nào. Mình đã hướng dẫn một cái video cách phân bổ vốn đầu tư trên VNDC rồi, các bạn có thể vào để tham khảo. Rồi, ví dụ như mình có 100.000 VNDC và mình muốn lấy 100.000 VNDC này, mình mua cái đồng Bitcoin chẳng hạn. Đó, thì bạn sẽ vào phần quy đổi này, sau đó cái phần you get này thì bạn sẽ vào và bạn sẽ chọn là đồng Bitcoin. Đó. Thì cái giá Bitcoin hiện tại nó có giá là 1 tỷ 231 triệu 469 nghìn. Đó, xấp xỉ như vậy. Thì sau đó bạn sẽ nhấn vào phần quy đổi này. Thì đây, các bạn có thể thấy thì cái giá hiện tại của Bitcoin nó sẽ rơi vào từng này và chúng ta dùng 100.000 VNDC thì các bạn sẽ đổi được ra là 0,0008120 Bitcoin. Đó, và cái giao dịch tối thiểu trị giá mỗi giao dịch tối thiểu các bạn có thể là mua bán trở lên là 100.000 và tương tự nếu các bạn muốn bán cái đồng này ra để chúng ta kiếm lời thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu đổi chiều ở đây. Đó, sau đó các bạn hãy nhấn vào dấu mắc hoặc là các bạn có thể điền cái số Bitcoin mình muốn bán. Ví dụ mình có từng này Bitcoin thì mình sẽ nhập số vào và nó sẽ tự quy đổi ra này. Ví dụ mình có 0,001 Bitcoin thì nó sẽ trị giá là 122 VNDC. Các bạn chỉ cần nhấn quy đổi là nó sẽ lại về lại cái VNDC cho các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều và khi chúng ta mua bán thì nó giống như là chúng ta mua vàng, các bạn mua rồi các bạn trữ, khi nó lên giá thì các bạn sẽ bán. Đó, và các bạn lưu ý một điều là các bạn phải để ý cái biểu đồ tăng giảm để chúng ta biết lúc nào chúng ta nên mua, lúc nào chúng ta nên bán. Thì các bạn sẽ vào cái phần phía trên có một cái dấu là biểu đồ đây thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình nha. Thì đây nó sẽ hiển thị cái biểu đồ tăng giảm của những loại đồng coin này. Thì ví dụ bạn muốn xem đồ thị nến của nó thì bạn có thể nhấn vào. Đó, nhấn vào loại coin này thì nó sẽ có giá cao nhất trong ngày này, giá thấp nhất trong ngày này và khối lượng giao dịch. Đó thì các bạn có thể là tham khảo thêm những cái video học tập chết coin, phân tích kỹ thuật trên YouTube. Đó, thì đây là cái đồ thị nến và căn cứ vào cái đồ thị này thì các bạn có thể xác định xu hướng cũng như là xác định lúc nào chúng ta nên mua và lúc nào chúng ta nên bán. Và một phần nữa là các bạn sẽ vào cái phần chuyển đổi tiền ở đây. Thì cái phần tỷ giá chuyển đổi này nó có nghĩa là nó sẽ trừ đi một khoản phí cho chúng ta. Thì mình sẽ lấy ví dụ ở đây nhé. Mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản thôi để các bạn có thể hiểu được. Ok, thì ví dụ đây là một cái ảnh mà mình đã làm edit khá là lâu rồi nên là cái giá hiện tại của nó không chính xác như giá thị trường hiện tại. Nhưng các bạn có thể nhìn vào cái ảnh này để các bạn có thể biết. Ví dụ khi các bạn mua cái giá Tomo hiện tại, cái giá Tomo với giá là 17.182 thì khi mà các bạn bán ra để bạn biết lúc nào bạn có lời thì bạn sẽ vào cái phần tỷ giá chuyển đổi này, bạn sẽ lấy cái số lớn trừ cho số bé thì nó sẽ ra được cái số chênh lệch, gọi cái số này thì chúng ta sẽ tạm gọi là tiền tính phí trên cái sàn VNDC. Thì cái tiền tính phí này là cái tiền mà VNDC dùng để là lưu trữ, coi như là chúng ta sẽ trả cho VN từng này phí để là VNDC có cái nhiệm vụ đó là lưu trữ cũng như là phát triển cái dự án, cái ứng dụng. Đấy, đây là một khoản phí nha.
Rồi, và để các bạn biết giá, ví dụ bạn mua với giá 17.182, bạn muốn biết giá bao nhiêu để bạn có lời. Đó thì bạn sẽ lấy cái giá bạn mua cộng thêm với cái khoản phí này thì nó sẽ ra mức giá mà bạn có lời. Thì khi mà cái giá tomo này bạn mua với giá là 17.182 và khi thị trường nó dao động giá của nó lên 17.450 thì bạn bắt đầu hòa vốn, và thị trường nó trên 17.450 thì bạn sẽ bắt đầu có lời. Đây. Đó, thì khi mà thị trường đi lên thì trên thị trường có giá trên 17.450 thì bạn sẽ vào quy đổi là bạn sẽ có lời. Còn nếu thị trường dưới 17.450, nếu mà bạn quy đổi ngược lại từ Tomo ra VNDC thì các bạn sẽ bị lỗ. Và tương tự những cái đồng còn lại cũng vậy, các bạn có thể chưa quen thì các bạn có thể vào cái phần tỷ giá chuyển đổi này. Sau đó các bạn sẽ lấy cái số lớn trừ cho số bé là ra cái số phí mà VNDC thu để chúng ta biết. Và cái số phí này thì nó sẽ tăng theo từng ngày. Cái số phí này không phải nó tăng theo từng ngày mà nó sẽ thay đổi theo cái thị trường. Đó, ví dụ cái đồng Bitcoin hiện nay nó tăng lên rất là nhiều thì cái phí của chúng ta nó cũng sẽ bị tăng lên rất là nhiều. Vì vậy bạn sẽ lấy đúc kết lại thì bạn sẽ lấy số lớn trừ cho số bé. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái số giá khi chúng ta mua vào và chúng ta cộng thêm với số phí này thì sẽ ra cái mức giá mà chúng ta có thể chốt lời. Đó thì các bạn có thể nhìn vào cái tỷ giá hiện tại để chúng ta thấy. Đó thì các bạn sẽ cứ lấy cái số lớn này trừ cho số bé nhá. Rồi, và ok thì bây giờ mình sẽ thử vào chốt lời một con này. Ở đây mình đã mua cái đồng coin có tên là BTT vào mức giá của nó, có lúc giá của nó là 30 VNDC trên một BTT. Đó thì mình dùng 500k để mua 31 mình dùng 500k để mua BTT này và được gần 16.666 BTT. Đó, và bây giờ giá thị trường nó đã dao động đi lên nên là mình sẽ vào bán. Đây thì các bạn có thể thấy cái giá này mình lấy số lớn trừ cho số bé làm ra mức phí VNDC thu với cái đồng BTT này là hai đồng. Đó thì mình bán với giá, mình mua giá 30, bây giờ bán với giá 31 là mình đã bắt đầu có lời. Bây giờ mình sẽ vào phần quy đổi này. Đó, mình sẽ vào phần quy đổi này. Ok, sau đó mình sẽ nhấn vào cái phần nút ngược lại này để chúng ta quy đổi ngược. Thì bây giờ mình nhấn mắc. Đó. Tổng số mà mình mua bây giờ đó mình đã lãi 16.000. Đó. Chỉ nó dao động như vậy thôi. Đó, chúng ta kiếm lời rất là đơn giản bằng cái cách như vậy. Ở đây thì mình mua 500k và bây giờ khi mà mình quy đổi ngược lại đã được 516k. Vậy là mình chốt lời 16k, mình sẽ nhấn vào phần quy đổi, sau đó nhấn xác nhận. Vậy là nó sẽ tự động quy đổi cho chúng ta sang cái đồng VNDC này. Ok. Và chi tiết giao dịch đã thành công nha. Đó thì cái đồng VN BTT này của mình sẽ bị mất và tiền của mình sẽ được cộng thành VNDC. Đấy. Và để các bạn vào lệnh hiệu quả và chúng ta kiếm tiền hiệu quả trên này thì các bạn phải học tập, phải luôn luôn trau dồi kiến thức của mình về chơi coin, về phân tích kỹ thuật. Ok, thì mình có tạo một cái nhóm đầu tư VNDC nhỏ. Thì các bạn nào các bạn muốn đầu tư kiếm tiền trên VNDC thì các bạn có thể là vào nhóm của mình, thì cái link nhóm mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Thì những bạn nào bạn đang đầu tư và muốn học hỏi thêm kiến thức cũng như là chia sẻ kinh nghiệm của mình đầu tư thì các bạn có thể vào nhóm này của mình để chúng ta giao lưu học hỏi với tất cả mọi người ở đây. Thì trong cái nhóm này thì mình sẽ dùng những cái kiến thức của mình để hỗ trợ cho các bạn kiếm tiền bằng cách là chơi coin. Thì nếu bạn đã xem đến đây rồi và bạn đã biết chết coin cơ bản, mua bán coin cơ bản trên VNDC thì hãy tham gia vào cái nhóm của mình để chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau kiếm tiền. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.